Alo. Để bắt đầu buổi giải đáp ngày hôm nay bằng những câu hỏi của nhóm miền Bắc, Phật tử ở ngoài miền Bắc. Câu hỏi đầu tiên. Hoa tiêu dẫn trung ấm thân trở về Phật giới thì hoa tiêu này sẽ xuất hiện từ trong trái đất này hay sẽ xuất hiện ở bên ngoài lực hút của trái đất ạ? Hoa tiêu đã xuất hiện là nếu mà hoa tiêu mà của một vị Phật từ ngoài đi vào, còn hoa tiêu của một vị bà thánh thì nó từ từ ở trái đất đó, từ không phải từ trái đất mà nó xuất hiện trước mặt mình, để ý cái chỗ này nè, từ ở ngoài đi vào phải không, thì của Phật, mà từ trước mặt mình đi ra là của thánh đó. Rồi có hỏi cái tiếp đi. Câu số 2. Ngoài cách nhận biết hoa tiêu giả bằng cách thử 3 lần thì có dấu hiệu nào khác để nhận biết rằng hoa tiêu là thật hay giả không ạ? Hoa tiêu thật thì nó sáng, vàng sáng. Còn hoa tiêu giả thì nó không có sáng, mà trong đó nó có cái đốm ở trong đó. Bất cứ có cái gì trong đó, thứ nhất là hình ảnh mấy ông Phật là giả hoàn toàn. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, khi trung ấm thân được hoa tiêu của một vị Phật dẫn ra ngoài sức hút của trái đất để đợi vào trung tâm vận hành luân hồi, lúc đó trung ấm thân đã đảm bảo chắc chắn được về Phật giới chưa ạ? Chưa chắc đâu, bởi vì cái này cái nhìn là tùy theo cái mỗi người, cái thích cái nhận của mỗi người phân biệt cái nào giả cái nào thiệt thì mới chắc được. Cái này là trình độ của mỗi người, mà trình độ của mỗi người là phải nghe cái bài mà Đường dẫn dò về Phật giới ấy, nghe rất nhiều lần thì mình sẽ phân biệt được. Cái đó là tùy theo mình đó nha. Rồi câu hỏi tiếp đi. Nếu lúc đó trung ấm thân khởi nên một niệm nhớ gia đình thì có bị kéo trở lại trái đất không ạ? Nếu mà nhớ mà nó không, gia đình không xuất hiện không sao, mà nếu mà nhớ, bởi vì nhớ là tất cả những cái mà cái quá khứ của cái dòng tộc nó hiện ra, đi theo là chết, đi theo là trở lại liền. Rồi câu hỏi tiếp đi. Các trung ấm thân đợi ở ngoài sức hút của trái đất để đi vào trung tâm vận hành luân hồi thì có vị Phật nào ở cùng không ạ? Một người thôi, một vị Phật thôi, một vị Phật dẫn đi thôi. Nhớ là không có hai nha. Vị Phật nào có trách nhiệm mới dẫn mình đi thôi. Đừng có tưởng được. Vào đó là cái bắt đầu mình bắt cái tưởng này, không có nữa nữa. Mình chỉ sống trong cái, bởi vì trong đó đó, Đức Phật có nói là để cho Phật làm thôi, là tất nhiên cái hoa tiêu nó làm, chứ mình đừng có xen vào cái ý của mình. Xen vào ý của mình là đương nhiên nó phải ấy rồi, nó bị lệch đó. Dạ. Khi vào trung tâm vận hành luân hồi thì vị Phật có về cùng không ạ? Tùy theo, nếu mà trong một năm đó, đó mà có ba bốn người về, thì giờ ông đưa cho tới cái trung tâm vận hành luân hồi Hải Triều Dương rồi, ông đưa cho mình đi thôi, ông trở lại nằm ở chỗ này, nằm ở chỗ mà không hút cái lực vật lý á, để đợi người khác. Nếu mà trong ông biết mà trong một một năm đâu bao nhiêu người về ông biết hết, còn nếu không ông về luôn hết á, hết khách ông về luôn, còn còn thì ông phải ở đợi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Pha không pha đọc đi. Alo. À, câu hỏi kế tiếp là trong quyển 11 có nói đến các địa danh như Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tây, vân vân là nơi cư ngụ của những vị đứng ra hỏi Đức vua Trần Nhân Tông lúc bấy giờ. Con muốn hỏi các địa danh này mới có thành lập được vài chục năm nay, sao mà thời đó lại có ghi được địa danh này ạ? Ngày xưa đó giống như nước Việt Nam mình
Cái hồi đó làm sao có nước, có cái tỉnh Long An. Nhưng mà ông Phật ông biết trước là sẽ tới ngày này cái đất này nó sẽ hình thành và cái thiền tông nó sẽ phổ biến tại đây. Cái kia nó cũng vậy. Ngày xưa nó không có nhưng mà bây giờ có đó. Hồi xưa là cái địa phương đó là cái gì nhưng mà đổi lại, nhưng mà vẫn biết chỗ đó. Giống như Hà Nội mới để đây thôi chứ hồi xưa là gì, Thăng Long. Không lẽ mình nói Thăng Long thì nói Hà Nội. Thấy không? Có nghĩa là cái địa danh mới đây nhưng người ta biết rằng. Chứ hồi xưa làm giờ có chuyện Long An, Long An mới có 100 năm nay thôi. Chứ đâu phải lâu đâu. Nếu mà tính là chữ Long An là đổi từ thời Ngô Đình Diệm tới đây. Ngô Đình Diệm tới đây mới có 50 năm thôi. Chứ đâu có xa đâu. Nhưng mà ta nói bằng thực tế tại đây thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. 100 người đạt bí mật thiền tông thì chỉ có 5 người đi tiếp. Vậy cho con hỏi 5 người này có nên giúp 95 người kia để cùng nhau tạo công đức để trở về Phật giới hay không? Mình lo mình đi lội qua sông mà mình lội không nổi mà còn kéo người ta là mình chết luôn á. Mình lo mình đi. Đừng có mơ mộng cái chuyện đó. Giờ con hỏi tiếp đi. Có lần thầy nói tu tập thể là sai hết. Vậy chúng con thành lập đạo tràng thiền tông để cùng nhau sinh hoạt và chia sẻ với nhau trong những việc khó khăn và giúp trong việc tu học, vậy thì có được hay không ạ? Được, với điều kiện là đừng có gây lộn, đừng có tưởng. Ai làm cái gì thì làm cái nấy. Đạo tràng trưởng thì lo trưởng, phó lo phó, thư ký lo thôi. Đừng có xen vào cho ai thì sống được. Tôi thấy mới có 2 người thôi còn cãi lộn á. Vậy làm sao mà 5-7 người không cãi lộn được. Giờ ra tất cả các đạo tràng thì có phải không? Mới thành lập 3 bữa là cãi lộn rồi. Rồi làm sao đây? Thì mình tự tụ tự lo thì tốt nhất. Giờ con hỏi tiếp đi. Khi tánh Phật vào mượn thân người mà khi bị điện từ dương quét thì trở thành người nam, mà điện từ âm quét thì trở thành người nữ. Vậy bây giờ khoa học phát triển, người ta có thể lọc được cái giới tính, vậy thì như thế nào ạ? Cái này nó giới tính nó có lập, nó cũng phải căn cứ vào cái mà cái nõn á, chứ không phải là nó tự đấy rồi. Thí dụ cái nõn mà âm nó làm cho phát triển mạnh lên thì cái thai nó thành người nữ á, chứ nó không phải thay đổi được cái điện từ đâu, mà nó phát triển hai cái nõn âm dương, cái nõn âm dương, cái tinh của người nam và cái nõn người nữ, hai cái này nó hòa hợp lại. Ta âm dương, nam nhiều thì trai, nữ nhiều là gái, nó phát triển ở chỗ này, phát triển gọi là tế bào gốc để tạo thành con người, chứ không phải cái gì khác đâu. Giờ con hỏi tiếp đi. Hiện nay con có xem trên mạng thấy khoa học đã phát hiện ra một hành tinh giống như trái đất mình đang ở mà nó quay 1 năm 385 ngày. Để đến được cái hành tinh này phải mất 25 tỷ năm ánh sáng. Vậy tại sao khoa học họ lại nhìn thấy được? Nó nhìn viễn vọng kính. Mà nó viễn vọng kính này nó bằng kính điện tử, có nghĩa là nó phát triển lên 1000 lần bình thường. Những cái hành tinh này á, là nó chuẩn bị nó đã xong, nó nằm ngoài cái sức hút của cái trái đất. Để khi nào mà trái đất này bể á, thì cái kia nó đưa tới, thì nó quậy sẽ đúng chu kỳ là 365 ngày. Đó là gọi là hành tinh vật tư. Mà Đức Phật đã báo là cái thời này 7 cái hành tinh vật tư đã hình thành. Thấy không? Để nó không phải thay thế cái Nam Diêm Phồ Đề này đâu, mà nó thay thế một cái hành tinh khác kế mình đó. Là cái hành tinh mình còn 2 tỷ năm nữa mới tan rã. Cái hành tinh kia là còn có 700 năm nữa thôi. Đó, nó phải chuẩn bị sẵn. Các nhà khoa học nó nhìn thấy là đúng chứ phải không? Nhưng đó là cái hành tinh đã hình thành rồi. Bởi vậy đi bằng tỷ năm ánh sáng thì làm sao mình đi nổi? Phi thuyền sao đi nổi? Anh nó nhìn bằng viễn vọng kính
mà nó bằng nó phết đại bằng cái cách điện từ, phết lên một triệu lần vậy đó, cái sức nhìn thấy đi nhanh đi xa vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Đức Phật đản sinh năm 624 và nhập Niết Bàn khi 80 tuổi. Với cách tính bây giờ thì phải lấy 624 cộng 80 là ra 302. Nhưng tại sao họ lại lấy 624 trừ 80 là sao ạ? Cái này thì nó đúng ra đó thì thôi, cái nhà mà vật lý ta muốn tính sao chuyện của người ta. Mình bây giờ mấy ngàn năm ai nói cho đúng. Nhưng mà nói phỏng đoán thôi. Bây giờ cái Thiền Tông mới đây nè, mới ông Trần Thiền Tông mới trăm năm mà còn trật lắc, thấy không? Mà bây giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu có bổn phận là chuẩn lại thôi, chứ cũng không phải là cái gì khác. Nhưng mà đều chuẩn hay chuẩn, ông Phật cái gốc ông nói vậy thì mình lập lại vậy thôi. Còn thời gian trật trúng không thành vấn đề. Nhưng mà trật trúng là do cái Thiền Tông này nè. Thiền Tông ra đời để rễ bổ túc đạo Phật có 6 pháp môn tu. Và mỗi một pháp môn tu nó có cái công thức của nó. Tất cả những cái lối tu của đạo Phật nó phải có cái thủ ấn tu mới thành công. Mà hiện giờ tôi bảo đảm là trong nước không có ai thủ ấn. Không có cái chùa nào có thủ ấn để tu bất cứ pháp môn nào đều phải có thủ ấn hết. Còn không thủ ấn thì hoàn toàn tu sai. Tôi trong vòng một tháng nữa tôi sẽ làm một cái phong 6 pháp môn tu, tôi trình bày đầy đủ hết. Ai tu cái gì thì lại thì nghiên cứu cái phong thờ này, này tu mới đúng. Còn muốn tu tiểu thừa, muốn thành A-la-hán dễ ở trong gì khó đó. Tôi chỉ cách thôi. Còn muốn tu trung thừa, đại thừa hoàn toàn nó có hết. Có cái thủ ấn mình làm thì trong thời gian ngắn nó sẽ xuất hiện ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Còn phần này nó đúng ra là nó xa quá, còn chuyện mà trật trúng năm tháng bỏ đi, mình lo cái pháp môn của mình thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Ngoài cách thử hoa tiêu 3 lần, còn có cách nào để nhận biết hoa tiêu thật giả? Thì cái này do kinh nghiệm mình thôi. Ông Phật nói là sáng trong đừng có cái gì là thiệt, còn có gì trống là giả, đơn giản vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo. Thưa bác, có lần con nghe bác giải thích là người có công đức thật nhiều thì không cần hoa tiêu dẫn đường vẫn ra được nơi ngoài sức hút của trái đất. Xin bác giải thích rõ phần này cho chúng con hiểu ạ. Câu này nói tầm bậy. Có nghĩa là công đức thật nhiều không bị cái cản trở của ông Thánh và ông Thần. Hoa tiêu xuất hiện liền đưa mình đi. Không có hoa tiêu mình không biết đường đi đâu. Bây giờ trong thành phố có chút xíu mà còn biết, mà không chỉ là cái thế giới mình mông sao biết đường đâu. Phải không? Công đức thật nhiều, thần thánh không lợi gần, tự do, hoa tiêu xuất hiện liền, đi theo hoa tiêu. Chứ đâu phải mà nói không cần hoa tiêu. Anh giờ có giỏi cỡ nào á, anh đi du lịch mà không có người dẫn đường anh cũng không mệt trời luôn á. Thấy không? Bắt buộc phải có người dẫn đường. Rồi còn hỏi tiếp đi. Công đức thật nhiều là như thế nào ạ? Xin bác chỉ rõ cho chúng con hiểu ạ. Bây giờ ấn định thí dụ 5 công đức là qua ít đi 10 công đức nhiều. Trên 10 có nghĩa là nhiều rồi đó. Trên 10 là tức là 100, 1000, 1 triệu nó là nhiều á. Chứ làm sao biết được. Có nghĩa là nhiều thì thánh thần không xuất hiện, gia tộc không xuất hiện, không lợi được gần được. Gọi là quá tiếc, công đức nhiều. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, người có công đức và phước đức bằng nhau thì khi chung ấm thân thức dậy sẽ thấy mình nằm trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng. Vậy người có công đức ít nhưng trong sáng, còn có phước đức nhiều và ác đức nhiều thì khi chung ấm thân thức dậy sẽ thấy mình nằm trong bầu tròn có màu gì ạ? Bây giờ tùy theo, căn cứ vào cái vàng và cái trắng, cái đen, cái nào nhiều, cái nào ít là cho cái công đức của mình, cái phước đức và cái ác đức của mình, tùy theo. Ác đức đen, phước đức trắng,
công đức và căn cứ vào ba cái này nè, để rồi biết rằng mình ở cái trạng thái nào và làm sao người ta biết được. Đó là do mình thôi, chứ ở ngoài không thể hiểu được. Ông Phật biết nhưng mà lúc đó ông Phật không có nói được, ông không dẫn được. Vì thế giới này, thế giới vật lý của thánh thần, nên nhớ là trái đất này quản lý là do hai người, thánh và thần. Con người là công cụ, nên nhớ một điều chỗ đó đó, thì mới tu theo đạo Phật được. Còn không biết công thức này, ngồi đó mò 10 năm cũng vậy, không biết gì. Rồi con hỏi tiếp đi. Chung ngắm thân phải nhìn qua cái bầu có màu sắc của phước đức và ác đức. Như vậy thì có thể nhìn rõ được hoa tiêu để phân biệt hoa tiêu thật hay hoa tiêu giả không ạ? À? Trung ấm thân có nghĩa là cái hình thể một con người bằng điện từ, không phân biệt được. Điện từ âm dương giống như mình vậy thôi. Mà chỉ là ông Phật nói cái cách cho mình nhận thôi. Còn mình không nhận được là do mình. Khó phân biệt cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ cố gắng làm sao? Công đức thật nhiều. Không, hai cái kia nó không xuất hiện là mình tốt rồi. Còn nếu mà lỡ công đức ít thì phải chịu khó áp dụng hai cái thuật sau, là tự phân biệt và sử dụng cái thuật buông. Còn không có thì hoàn toàn mình sai hết. Bởi cái này nó khó là cái chỗ này. Có nhiều người hiểu được nhưng mà chỉ cần tưởng tượng, suy nghĩ tưởng tượng ra một chút là nó sẽ sai. Đừng có tưởng vô đây, nhớ là đừng có tưởng nè. Phật làm gì làm kệ ổng, mình cứ đi theo ổng là được rồi đó. Ra ngoài trung tâm sức hút rồi mình bắt đầu mình nhìn trở lại, thấy nhìn được á, bắt đầu ra đó bắt đầu nhìn được á. Mà nó cũng còn cái hạn chế của âm dương, trừ trường hợp mà vô trung tâm vận hành luân hồi rồi thì Phật nhãn mở ra thì bắt đầu biết hoàn toàn hết. Nhưng mà lúc đó mình chỉ biết là bắt đầu đi rồi đó, chứ không có trả lời được. Rồi không hãy tiếp đi. Thưa bác, trong buổi giải đáp ngày 9 tháng 6, con nghe bác giải thích hoa tiêu của một vị Phật là lấy bằng điện từ quang được chắt lọc trong điện từ âm dương. Xin bác giải thích cho chúng con rõ thông phần này ạ. À. Bây giờ điện từ âm dương giống như nước đục thôi. Còn bây giờ cái điện từ quang nó là cái gì? Nó là cái, trong âm dương nó là điện từ quang, nhưng mà nó đen quá thì nó là âm, nó sáng quá thì nó dương. Một vị Phật toàn năng toàn giác, người ta mới lấy cái điện từ dương này, nó loại bỏ tất cái màu sáng đi thì cái màu vàng nó sẽ hiện ra. Cái kỹ năng bởi vì tại sao Phật là một vị toàn năng toàn giác là cái chỗ này sử dụng cái này nè. Còn mình thì không mê muội, mình không làm được đâu. Đó, phải hiểu là Phật là toàn năng toàn giác, biết hết, làm được hết, là nói làm cái chỗ này nè. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, vị thánh làm hoa tiêu giả thử mình 3 lần, vậy có khi nào vị thánh thử chỉ 1 hoặc 2 lần thôi rồi hoa tiêu của Phật xuất hiện không ạ? À? Đây là cái thuật mà thực nguyên tắc 3 lần. Đó. Bây giờ nó thử là thứ nhất là ai thử? Thánh thừa hành thử, rồi thánh cao hơn chút, rồi thánh cao hơn nữa. Qua 3 cửa ải này thì mới buông được luật của người ta. Luật đi ra là vậy đó. Vì thế mà ngày xưa đó, Thiếu Lâm Tự nó cũng vậy. Anh muốn học xong ở Thiếu Lâm Tự, anh muốn đi ra đó, anh phải chịu 3 cái ông lập này nè, 3 cái cửa ải này nè. Thấy không? Chừng nào 3 cửa ải này qua được thì anh xuất Thiếu Lâm Tự được. Cái thuật đó là vậy. Giống như anh muốn đi rời cái thế giới vật lý này, tôi phải thử anh 3 lần. Anh có thể can đảm anh rề anh ra khỏi không? Ra được thì hoa tiêu xuất hiện trước anh đi. Đó là cái thuật thế giới vật lý bắt buộc anh phải làm ở đây, chứ không cái nào khác hơn. Vì thế mà cái chuyện này chỉ có Thiền Tông khi ra đời người ta mới nói thôi, chứ ngày xưa cái lỗi tu cỡ nào cũng không biết cái này đâu. Đó, chỉ trừ trường hợp mà ông tổ vẫn biết nghe, nhưng mà ông bị cái này nó nằm ở trong cái giáo lý á. Hoàn toàn từ tổ thứ nhất đến tổ thứ 36 không ông phần nào biết cái giáo lý, không biết cái thuật này luôn á. Bởi vì ông đâu có đọc được cái kinh vô tự đâu mà ông biết cái thuật này.
nó nằm ở trong cái thuật giáo lý á. À, thành ra mà trong cái quyển ký mới ra có một 60% mà nó muốn quay người ta gần chết luôn rồi. Rồi bây giờ á, thì thôi bây giờ thì mục đích của Thiền Tông ra đời để được cứu giúp người ta trở về Phật giới. Còn cái vấn đề mà kỹ thuật nữa thì hoặc là nói về sự thật trái đất này nó nằm trong giáo lý á. Vì giáo lý không xuất bản được, thành ra tôi chỉ móc ra tôi nói một hai phần nhỏ trong cái giáo lý thôi. Chứ còn giáo lý mà xuất bản rồi chúng ta chùa Tân Diệu cũng không được quyền xuất bản cái dây này nữa. Để đến ngày lễ sắp tới tôi sẽ nói cái này cho nghe. Thì tôi nói những cái thuật cái này cho nghe. Chứ bây giờ không nói được ở đây. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, có lần con nghe bác giải thích một người về Phật giới phải về vào ngày dương mới về được. Xin bác giải thích rõ ý này cho chúng con hiểu. Gì vừa hỏi lại cái gì? Có phải là người về Phật giới vào ngày dương mới về được không ạ? À? Bậy bạ không. Mình chết ngày nào nó thả mình ngày đó chứ ở ngày dương ngày âm gì. Thấy không? Có nghĩa là mình chết ngày nào trong vòng mấy giây mình đi ra rồi đó. Còn đi về Phật giới thì phải đợi đúng về trái đất nó quay đến trung tâm vận hành luân hồi. 365 ngày nó mới tới một lần. Mình nhớ chỗ đó đó. Chứ không phải ngày dương ngày âm gì. Rồi đi theo mấy cái ông lão tử nữa là chết rồi. Lão tử là ta nói về thế giới vật lý không thoát ra. Đâu có cái trên thế giới này có cái đạo nào dạy giải thoát không? Đạo Phật dạy giải thoát mà còn không có ai dạy thì làm sao mới đạo kia biết được. Tất cả đạo kia gọi là đạo thờ thần hoặc thờ thánh thôi. Không có thoát ra được cái quy luật này đó. Rồi con hỏi tế vị. Thưa bác, có hai loại công đức bôi đen. Thứ nhất, do mình chấp ngã nên bị bôi đen. Thứ hai, cho ông thần bôi đen hộ mình để mình sống được ở thế giới này. Vậy hai loại công đức bôi đen này có gì khác nhau không ạ? À? Cái công đức thì giống như cục vàng mà anh sơn nước sơn đen cũng vậy, sơn nước sơn trắng cũng vậy. Khi mà anh nhúng ra nước sơn nó bay mất thì vàng ra vàng, chứ làm sao khác, không có khác. Nhưng mà nó có khác là cái ông tự mình rồi tự ông thần. À, thì mình tự mình sơn, ông thần ông sơn vô mình. Nhưng mà nên nhớ rằng cái chấp là ai? Là thánh đó. Người nào mà thánh ngự nhiều là chấp, mình mới chấp. Thánh mà không ngự là hoàn toàn mình không chấp. Tất cả người sống ở đây hoàn toàn chấp ta này ta kia, đó là cái gì? Là thánh. Vì thánh đó đó. Bây giờ ta bắt đầu tôi nói đi sâu vào trong một chút chứ không phải đâu. Chứ con người là gì? Tôi nói là con người là công cụ, không có làm được cái gì rồi đó. Con giết hành động suy nghĩ là ông Phật. Nhưng mà ông Phật vô ngồi trong cái thân tứ đại này. Thân tứ đại nó cấu kết bằng cái nghiệp. Vì thế mà cái nghiệp như thế nào nó phải làm theo cái này. Thân tứ đại giống như là chiếc xe hơi 4 chỗ, 16 chỗ và 50 chỗ. Tùy theo cái cấu trúc của nó. Nếu mình vô được cái xe, ông tài xế mà xe được 4 chỗ thì nói ở xe này sang, thấy không? Còn cái xe mà 30 chỗ đó là sao? Xe chở khách, ồ xe này dơ quá, có vậy thôi. Cái cấu trúc của thân bất con người nó là cấu trúc bằng nghiệp, nó hình thành được. Bởi vì thành ra mới có con người lớn nhỏ giàu sang rồi tốt xấu, nó do cái nghiệp của mình tạo ra thành một con người. Mà cái ông lái trong đó là ông Phật. Mà cái nghiệp mà thánh nhiều là ông chết. Tại sao? Nếu nghiệp mà ông ưa lại là ông là thánh. Thánh âm nhập vào trong đó. Đi cầu sinh này là thánh đó. Phải không? Mình phải hiểu cái thế giới này. Chứ ta nói con người là công cụ thôi, không có khả năng gì hết. Ông giống như con người, giống như chiếc xe đi. Thí dụ bây giờ á, con mắt của mình nhìn thấy là cái gì? Xe là gì? Cái bóng, cái đèn á. Do cái nghiệp của nó cấu tạo cái đèn này, tốt xấu là do cái ông sản xuất nè.
anh đặt rẻ, đặt tiền rẻ thì nó làm cái bóng đèn nhà xấu, mắt thì bóng đèn tốt, có vậy thôi, thấy không? Thì tất cả các bộ phận kia cũng vậy. Do cấu trúc một chiếc xe $1,000,000 khác, $100,000 khác, 30 khác, do cái cấu trúc. Mình ở đây nói là do nghiệp, nghiệp mới tạo thành một con người. Vì thế mà nó có sai biệt ở chỗ đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Công đức do ông thần bôi đen hộ mình, thì khi mình chết, ông thần có làm cho nó sáng trở lại để mình thấy đường về không ạ? À? Hoàn toàn không. Công đức bôi đen hoàn toàn không, ông thần không làm được. Nhưng mà thí dụ mà ông biết 80 tuổi ông này chết, thì bắt đầu 70 tuổi ông thả đó. Ông thả cố gắng, bởi vì cố gắng là tạo công đức vào chiều để chi? Ông thần không bôi, khi mất đi ra liền. Học thiền tông phải học biết, học kỹ thuật luôn. Còn không biết kỹ thuật hoàn toàn sai, nghe không? Còn nếu mà mình không hiểu cái này thì nói đúng là đạo Phật là gì? Đạo giác ngộ thì phải hiểu, giải thoát là biết, biết công thức. Vô đạo Phật không biết hai cái này thì đừng có mong tu làm gì cho nó mệt, tu bị luân hồi hoài. Mà thứ nhất á, tu đạo Phật mà chấp thì chắc chắn 100% không khi nào giải thoát được. Chỉ chấp một phần nhỏ thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, cái gì quyết định tốc độ rơi của chung ấm thân ạ? À? Do số công đức của trong chung ấm thân hay do ý muốn của chung ấm thân ạ? À? Cái tốc độ mình đi này nó rơi đó là, nếu mà nói đúng là đi ra ngoài trái đất là tốc độ, là do cái thời gian chứ không phải là do cái công đức. Ví dụ bây giờ trái đất 365 ngày nó tới cái trung tâm vận hành luân hồi, mà giờ nó qua rồi, nó mới qua có mấy ngày thôi, thì nó rơi, nó đâu cần phải rơi đi nhanh được, thấy không? Đi từ từ. Trừ trường hợp mà nó còn 3 ngày nữa trái đất đến trung tâm vận hành, bắt đầu phải rơi nhanh. Mà đi bằng tốc độ điện tử, để ra đó ông Phật còn giáo hóa mình một phần cái cách trở về Phật giới sống như thế nào, tốc độ đi vào cái trung tâm vận hành, những cái chuyện gì xảy ra ở trung tâm vận hành thì phải hiểu đó, vô đó phải hiểu. Giống như người ta hướng dẫn mình lên máy bay vậy, mình không học trước lên mình ngỡ ngàng, phải không? Những chuyện gì xảy ra mình ngỡ ngàng. Vì thế mà vô được cái trung tâm vận hành luân hồi thì ông Phật phải dạy mình một những cái căn bản để về Phật giới và sống trong Phật giới. Còn ở đây thì không có thể nói được. Hôm nay này thì ông trong cái quyển giáo lý ông cũng nói, mà ông chỉ nói phớt qua thôi. Cái chuyện đó là chuyện bên kia. Nhưng mà ta chỉ dạy cái hiểu vậy thôi. Giống như mình ở đây, từ Việt Nam định cư nước ngoài, chỉ căn bản thôi, còn đi qua nước ngoài vào nước đó sống thì phải sống theo cái lực của nước đó. Thì nước đó dạy mình, khi về Phật giới thì tự động nó có một cái gọi là nhập vào Phật giới, nó có cái thể giới sống riêng, nó không nằm ở trong cái vật lý được. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới hiểu cái thiền tông được. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu kệ của ông Bàn Long Ẩn: mười phương đồng hội tụ, mỗi mỗi học vô vi, đây là trường tuyển Phật, không tâm thì đậu về. Xin thầy giải thích bốn câu này. Câu này là của A-la-hán. Gia đình ông Bàn Long Ẩn là A-la-hán tịch diệt, bởi A-la-hán không phải giải thoát. Vì tính cách, nếu giờ tính gia đình ông Bàn Long Ẩn ta cách đây 1600 năm, không con thua. Bởi vậy, mà nói là học vô vi là cái gì? Là học cái cõi vô hình. Vô hình là học để làm gì? Là học A-la-hán. Chính ông Phật Thích Ca cũng học A-la-hán, mới thành A-la-hán. A-la-hán để sống trong thế giới này. Chứ đâu phải gia đình ông Bà Long Quẩn là thành Phật đâu. Gọi là thành A-la-hán. Tự tịch diệt được hết. Chuyện đó chuyện nhỏ của Đạo Phật thôi. Chứ đạo Phật cái tuyệt đỉnh của nó là những cái chuyện thuật của thế gian không xài. Cái gì anh tịch, anh tịch, anh thành như vậy. Mà tôi chỉ có công đức tôi về thôi.
bên đây, và tích là gì, là có cái thần thông để người ta là ta kính nể mình thôi. Chính cái đó mình chết á, người nào ở thế gian này mà tu mà tích thần thông, tích tự tích diệt, coi chừng đi vào A La Hán hết. Ông A La Hán là gì, phải phục vụ ở đây. Mới mốt mà tôi sẽ nói là tôi ra là 18 A La Hán, mỗi ông tên gì và chủ thuật gì tôi nói hết cho nghe. Tôi chuẩn bị tôi làm bên hông chùa nè, nó tôi phải nói hết cho nghe. Rồi không hỏi tiếp đi. Bài kệ thiền có câu: Mạch Phật hiện ở nước ta, ở nơi đất tốt, trên nhà bốn con. Những ai đại phúc biết còn, nhận ra mạch ấy là con Phật Đà. Xin thầy giải thích các câu kệ này cho con hiểu. Ai hiểu cái đó rồi, nhưng mà nhận được cái này ai, có nghĩa là ai hiểu được thiền tông là người đó sẽ được là con của Phật đó. Còn Phật đây thì tất cả người vô thiền tông là bắt đầu học đường về Phật giới. Vô thiền tông chỉ duy nhất chỉ cái này thôi, chứ không có gì khác. Mạch Phật ở nước ta là biết rồi, hiện giờ thiền tông ở nước này nè. Ở trong đất tốt, nhà bốn con là gì? Bốn con nước tốt là cái gì? Long lân quy phụng, mà nó ở trong đất rồng á, ở trong đất lông á, phải không? Là nằm ở trong đất rồng á. Đất rồng ở đâu? Cái chùa này nằm ở đất rồng nè. Những ai biết còn là biết mình có cái Phật tánh á, là con Phật Đà. Mình không biết Phật tánh thì đừng có nói là Phật tử, không. Không biết Phật tánh đừng xưng Phật tử. Nên nhớ là không biết Phật tánh hoàn toàn đừng xưng Phật tử. Phật tử là con Phật, và phải biết cái tánh Phật Đà này. Còn không biết là gì Phật, xưng cái gì, là con thầy chứ không phải con Phật. Đi quy y ông nào thì lúc tôi còn có thầy đó, chứ tôi phải con Phật, là con thầy. Giờ con hỏi tiếp đi. Nhân quả thời kỳ mạt pháp ứng nghiệm nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Có khi ứng linh ứng ngay tức thì. Có phải do thời đại văn minh tốc độ vận hành của mọi cái đều nhanh lên, báo ứng nhân quả cũng nhanh hay không ạ? Đúng rồi, bây giờ là nguyên tắc á. Thế giới ngày xưa đó, cái trả nhân quả rất lâu, là vì nó quay theo tốc độ mà đồ đồng. Bây giờ nó cái gì? Bây giờ mình suy nghĩ đây, ngày xưa mà mình ở đây mình nói chuyện Sài Gòn, làm sao nói đây? Nó chạy dưới nói. Bây giờ không cần, bên Mỹ 5 giây là tới rồi luôn. Nhân quả báo ứng nó theo cái tốc độ văn minh của loài người. Chứ không phải, chứ ngày xưa mà nói, bây giờ nói là cái ông đó bị tử hình đó, dẫn từ đây tới đằng kia đạp bổng á, phải đi bộ, giờ không cần. Mày lên xe tao chở mày đi đây, rất nhanh. Thì cái nhân quả nó cũng đi theo cái thời văn minh của người. Vì thế mà thiền tông nó cũng phải đi ra cái thời văn minh nó mới dạy được. Nói xin lỗi, 20 năm về trước dạy này nó chửi luôn á. Chứ đừng có nói chi bây giờ. Chính tôi đã nhận cái này 60 năm về trước mà không ai hiểu cái gì. Mà trong khi đó tôi biết mà bây giờ nói ai giờ đâu. Mấy ông hòa thượng mà to hồi đó là của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tôi hỏi đâu nào hiểu đâu đó. Ông Thích Tịnh Khiết, tôi đã từng hỏi ông là tăng đức tăng thống Thích Tịnh Khiết, ông hoàn toàn không hiểu. Ông nói mày đừng có nói khùng. Tôi nói hỏi hòa thượng vậy thôi, chứ tôi thấy trong báo nói vậy, tôi hỏi vậy thôi. Ông chửi tôi là khùng. Thì tôi phải nói vậy thôi, chứ nói sao vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin thầy cho con biết những người nào có khả năng và có cơ duyên khai thác được nền văn minh không gian, và con người có cách nào để học để tận dụng được cái nền văn minh không gian này hay không ạ? Cái nền văn minh không gian này không phải học một đời này mà bắt được đâu. Mà đời trước á, con đã từng là tiến sĩ đi, con chết mà con ở trên thế giới này. Khi mà con đầu thai là làm người đó, là cái gọi là cái chủng tử nó vẫn còn. Nó ra nó tiếp nhận được cái này, nó bắt được. Còn con hồi xưa mới học lớp 5 á, bây giờ muốn tiếp nhận không gian không có chuyện đó đâu con. Chỉ trừ trường hợp nào người ta kiếp trước người ta đã có rồi, tông đạo Phật gọi là chủng tử không gian, thì bây giờ mới bắt được. Còn con không có không
bây giờ cũng như là bây giờ con làm gì làm, nhưng mà trong tài khoản con có $1,000,000 con làm bao nhiêu làm mà con muốn xài, nhắc nhắc cái thẻ vô nó ra, nó có gọi là chủng tử không gian. Con có cái này thì con mới xuất tiếp xúc với không gian được, con không có thôi ăn theo ta thôi, người ta làm mà con hưởng thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Các vị hòa thượng hay cao tăng đắc đạo khi chết thường hay có những trường hợp xuất hiện các cái đám mây màu sắc rất đẹp, hiện tượng này là như thế nào và do ai làm ra? Thánh giai trên thế giới này nè, nó có hai cái loại người, loại thần ủng hộ và thánh ủng hộ, mà đi sâu là tôi không nói, phải không? Nếu mà thần thì thích cái này, thánh thích cái kia, tôi không nói cái này, nói cái này đó là quan trọng lắm. Trong cái này, trong giáo lý nó nói thế gian này chỉ có hai cái loại người, một là thánh thần. Thánh thích cái gì, thần thích cái gì. Đứa trẻ vừa đẻ ra biết nó đời sau nó được trong tương lai nó là cái gì, là do cử chỉ hành động và nói năng của nó đó. Rồi nó phân biệt mày nữa sẽ là thánh, mày nữa là thần. Người ta dám nói câu này luôn đó. Vì các ông thầy bói á, cũng có gì nó căn cứ vào cái luật này, nó nhìn thấy được. Mà thầy thường thường thầy bói á, nó nhận được cái, nó nhìn được cái vô hình đó. Một là mẹ, một là gì, tại ổng nhờ cái ông thánh giúp đỡ ổng. Thầy bói nào mà có người nhập thì coi rất hay, không nhập thì kể gì coi, mình nói xạo thôi, không có ai giúp nào hết. Nó cái này nó đi sâu vào trong thế giới vô hình. Nhờ con hỏi tiếp đi. Khi biết được pháp môn Thiền Tông, con rất muốn chia sẻ cho các bạn đồng tu cùng với con, đồng tu trong pháp môn vật lý với con trước đây. Nhưng khi con vừa khởi niệm muốn chia sẻ thì toàn thân con nổi gai ốc lên, thì hiện tượng này là như thế nào? Không nên. Nó bị lực cản á. Bên kia nó đã âm quá, nó bị lực cản đó. Con vừa khởi niệm là bắt đầu cái nó không chịu liền, phải ngưng lại hoàn toàn không tiếp xúc. Con tiếp xúc vô con chừng con bị tai họa đó. Nhờ con hỏi tiếp đi. Ở bản chùa Long Hương có ghi câu: toàn tri hiện hữu như hiện hữu, pháp giới tỏ thông không thứ, không khứ lai, hư không vũ trụ trong tay nắm, niết bàn sinh tử mãi rong chơi. Xin thầy giải thích cho chúng con hiểu về cái câu này. Này ông tu Mật Chú Tông á, nhưng mà cái gốc của ông á là Thiền Tông. Cái ông thầy này ông tu Thiền Tông, nhưng mà ông lạc vào cái Mật Chú Tông, vì thế mà ông cãi. Ông cãi đó tôi không nói ai. Nói câu này là ai tôi biết rồi, tôi không nói. Nói mít lòng người ta. Những cái người mà nói mà ngâm thơ có tính cách quyền bí hoàn toàn là tu Mật Chú Tông hết. Mật Chú Tông nó mới sai khiến được cái cõi kia, nó mới làm ra được cái này. Hoàn toàn không ai hiểu cái này. Nhưng mà tại vì á, người ta không có hiểu, nhưng mà nghe cái giải thoát thì người ta cũng thích, nghe người ta làm thơ cũng làm thích. Thứ nhất là mấy ông Phật gia làm thơ là mấy ông này nghe bắt chước thôi, không hiểu cái thơ đấy. Cái thơ này là cái thơ gì? Bởi vì trong cái truyền thiền tôi có nói thơ này nó thuộc về thơ thiền của thánh làm. Thấy không? Tôi nói thơ này của thánh làm. Đó, này nó nằm ở trong cái Mật Chú Tông có chứ không gì đâu. Mà thôi bây giờ cái chuyện mà người ta nói gì ta nói, còn mình ở đây á mình chỉ phân tích thôi. Nhớ là đây là phân tích. Ví dụ anh bữa làm cái gì đó, tôi nói là anh là tu cái pháp môn nào, tôi nói cho nghe vậy thôi. Còn thành quả như thế nào á thì coi trong cái mà kêu bằng lời dặn dò về Phật giới đó, tu cái gì được cái gì đó, ta cũng nói hết rồi. Nhưng mai mốt á, cái này người ta phải nói rõ hết ha, ta làm bằng bản mà ta có cái nơi thờ đàng hoàng đầy đủ hết, ta giải thích hết cho mình nghe. Thì sau đó mình tới đây mình nhìn thấy biết ai tu cái gì, thơ xuất phát để là từ đâu để ra và muốn làm cái gì. Chính những người mà tưởng đâu mà làm kệ giỏi á, là mình thành cái này thành kia, sự thật hoàn toàn không có.
không có xịt được cái gì hết được. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin thầy chia sẻ về nội dung hoạt động thiền tông thất của chúng con để cho được phát triển ổn định và lâu dài ạ. Muốn thành lập thiền tông thất thì phải có cái ban bể đàng hoàng, việc ai nấy làm. Nhưng mà vô này thì bỏ cái chấp ngã thì thiền tông thất sẽ sống lâu. Còn cấp ngã thâu dẹp đi, đừng có làm gì mất công. Tất cả gì tu thiền tông bỏ ngã, bỏ cái chấp ngã và bỏ cái tưởng tượng luôn là mới tu được. Chấp ngã tưởng tượng thôi, đừng có tu thiền tông, đừng có thành lập cái gì cho mất công. Rồi mai mốt mà mất công nhà nước xử lắm, xử ra kiện á, kiện là của này của tao, của này của mày, không được, dẹp đi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, giữa vòng hoàng đạo 1 và 2 là nơi không có lực hút âm của trái đất. Ở đó chỉ có duy nhất một vị trí để hoa tiêu dẫn các trung ấm thân đến để chờ vào trung tâm vận hành luân hồi, hay là có nhiều vị trí, thưa thầy? Một thôi. Bây giờ giống như cái thế này nè, thế đất này, hai cái tỉnh Long An hoặc là hai cái nước á, cái biên giới đó, biên giới thì nó bắt đầu nó phải có cái kẽ hở. Anh mà phạm pháp, anh ví dụ biên giới mình với Campuchia đi, mới Campuchia, thằng Campuchia bắt Việt Nam, thằng Việt Nam bắt, tôi đứng ở giữa, tôi không phải ông, không phải của nước ông, không phải nước này, thì hoàn toàn không làm được. Vì thế mà trong cái thế giới vật lý của cái sức hút của cái bầu hoàng đạo 1 và 2, nó có cái ranh giới để nó quay mà. Bây giờ cái anh kia quay nhanh hơn, anh này quay chậm hơn, thì ở đó mà chỉ trung bấm thân và tánh Phật mới ở được thôi, vì nó là điện. Còn tứ đại mình vô nó kẹt, nó quay mình chết luôn á. Thấy không? Mình phải hiểu cái thế giới này. Giữa cái lực hút bên kia nó hút nhanh hơn, nó quay nhanh hơn, bên này quay chậm hơn. Thì nhờ cái chỗ ranh giới đó mà ông Phật mới dẫn mình đến cái chỗ đó, tới chỗ này an toàn nè. Nhưng mà đặc biệt vô chỗ đó không ăn, nó đâu có ma sát vật lý đâu mà ăn, nó không có đói. Chứ còn nếu mà vô đây nó hút, rồi đói, bắt đầu phải ăn. Vì thế mà trung ẩm thân mà ăn bằng mùi thì phải có người ta cúng. Nên phải hiểu cái thế giới này nó vậy. Vì thế mà cái chỗ này để cho người ta thoát ra. Còn cái kia nó hút, để cho nó hút vô là nó đẩy ra. Cái trung tâm vận hành luân hồi nó hút và đẩy. Còn cái thằng này nó ở cái vị trí để mà chờ đợi để đến ngày đi ra. Rồi câu hỏi tiếp đi. Khi được điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đẩy tánh vật ra khỏi cửa hải chiều dương của tam giới trong vòng 1 giờ, trong thời gian đó tánh Phật có cảm nhận hay suy nghĩ gì không ạ? Có nhìn thấy gia đình mình, trái đất mình sống và các hành tinh trong tam giới không, thưa thầy? Bây giờ một vị Phật đến để rước một trung ấm thân nào thì người ta chỉ ở đó thôi. Đó. Cái nhiệm vụ của người ta không phải là khi mà đã thành Phật rồi, ví dụ ở cái Nam Diêm Phù Đề đi, khi đã thành Phật biết bao lâu, rồi bây giờ đợi khi nào Nam Diêm Phù Đề Thiền Tông công bố ra đó, thì người ta mới trở lại thôi. Khúc đó là làm sao còn nhớ ạ? Ông bà cha mẹ thì nó có 100 năm thôi, nó qua hết rồi, không có nhớ được. Mà những cái chuyện tánh Phật thì nó đâu có chuyện lưu liếng thế gian nào mà còn nhớ, còn biết chi cho nữa, không phải. Có nghĩa là khi mà anh thành Phật rồi mà anh có cái nhiệm vụ phải về cái cõi Nam Vũ Bồ Đề, nó đang công bố quyền ký á, thì anh tới đó anh rước người ta. Thấy không? Mà nó qua, khi mà nó chấm dứt rồi thì bắt đầu cái Nam Vũ Bồ Đề là thánh thần hiện hết, chứ không có ông Phật nào vô đây được hết. Đạo có nha, nhưng mà hoàn toàn không có dầu giải thoát, chỉ có đi giảng sanh thôi, hoặc là làm này làm kia thôi, chứ hoàn toàn không có. Bây giờ mình thấy bây giờ tại sao mà phải làm ông Phật lớn để chỉ đi trong càn khôn vũ trụ? Bây giờ tôi nói là tại sao trái đất mà người ta nói là cái hạt cải, tất cả Bồ Tát Phật vô trong cái hạt cải, mà nuôi Nam Diêm Phù Đề để nó nói là cái hạt bụi chứ chưa tới được hạt cải.
bốc hạt bụi mà Phật kêu bằng Bồ Tát rồi Phật ở trong này nữa. Là nó nói gì? Là nói ai cũng phải tánh Phật á. Mà ở trong cái này, hữu hình hiện giờ cái Nam Di Bồ Đề này 7,5 tỷ người. Đó là cái hữu hình, còn cái vô hình là sao? Loài này loài kia là sao? Nó khủng khiếp lắm chứ không phải đâu, con số mình không tính được đâu. Nó vì thế mà mình tu thiền tông rồi mình nhìn thấy tại sao mà trong kinh thường thường họ nói là một di lập phá di trần xuất kinh nguyễn. Kinh nghĩa là kinh nào? Giáo lý đó. Anh đắp được cái hạt này, cái giáo lý nó ra. Giáo lý kỳ này anh đập được cái chấp của con người thì giáo lý ra. Còn anh không đập được cái chấp con người hoàn toàn, giáo lý bích lại liền. Rồi câu hỏi tiếp đi. Có dấu hiệu nào để tánh Phật biết mình đã vượt qua cửa hải triều dương không ạ? À? Biết gì vô đó, mặt nhãn mở ra thấy biết hết, biết cách nào. Có nghĩa là anh vô ở đây, anh mang bằng điện từ âm dương, là cái thân trung ấm thân bằng điện từ âm dương. Khi anh ra trung tâm vận hành luân hồi, âm nó bốc văng trở về thế giới này, dương cũng vậy. Anh hiện nguyên hình là tánh Phật và công đức. Về bởi nó quay, nó nhộm sao nó thành một kim thân Phật, ra cái chuyện bên đó, thấy không? Mình vô trung tâm vận hành thì mới biết rằng gì tôi nói mà nói là vì thế mà vô trung tâm vận hành luân hồi vì nào cũng thốt lên một cái câu nghiệp chướng bổn lại không. Vô nó là ủa, hồi xưa là mình không hiểu, bây giờ vô đây ủa cái này nó bay rồi, nó bay mình thấy luôn. À, cái phước của mình nó bay mình thấy luôn, trở về là dương á, cái âm cái ác nó cũng bay vẫn biết á. Thì vào đây duy nhất là Phật nhãn ra rồi tất cả cái gì thế giới vật lý trả về cho vật lý, giống như mình ra đó đó, mình mặc áo quần ở trong này nó cởi hết cho mình trả đi về đi. Anh phải mang nguyên si của anh đó, anh về bến đi, anh có mang công đức về bến rồi anh sao đó anh thành Phật lớn Phật nhỏ về cái chuyện của anh. Đúng không? Ở đây thế giới vật lý trả hết lại, âm dương trả hết lại cho thế giới này. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này, mình phải hiểu cái tu đạo Phật thiền tông mới được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Khi tánh Phật trở về Phật giới, các vị Phật có đến đón chào không ạ? À? Đó, trong kinh nói là có đón, nhưng mà tôi chưa về, tôi chưa biết có đón. Trong kinh nói, ông Thích Ca đầu tiên có nói, ông nói với ông gì, ông Thế Lợi Phất, chừng nào ông về tôi ra tôi đón. Nhớ không, đầu tiên ông Thích Ca đã nói với ông Sa La Phật, nói là sao con về được, ông dư sức về. Duy nhất ở cõi Nam, ở trái đất này, ông Thích Ca duy nhất về Phật giới là dạy cái ông Sa Lợi Phất này, dạy công thức đường về Phật giới, đầu tiên là dạy đó đó. Vì thế mà chùa Thiền Tông mới lấy được cái cốt truyện này mới viết ra để mà giúp người ta về Phật giới. Chứ đầu tiên Đức Phật dạy ông Phật về Phật giới, về đường về Phật giới là dạy ông Xá Lợi Phất, không có dạy người thứ hai nha. Đó, vì thế mà nói là tất cả những người ở Nam Di Bồ Đề đầu tiên được độ về Phật giới thì duy nhất ông Phật độ con người thôi, không có độ hai. Còn mấy người mà hiểu đạo thì hoặc là ngộ đạo thiếu gì nha, mà về Phật giới thì muốn về Phật giới thì những người đó bắt buộc phải đi theo cái dòng thiền, để khi công bố quyền ký ra thì ông đầu thai ông lại để ông nghe. Hồi xưa là ông tổ á, giờ ông ngồi ông nghe nói cho ông biết. Bà Long Nữ nói là tôi đã hợp đồng với bà Long Nữ trước khi tôi dạy cái pháp môn này đời. Hợp đó bà Long Nữ là lúc bà 24 tuổi rồi, 25 tuổi ông mới đi tu mà đến 31 tuổi ông mới ngộ đạo, là ngộ gì, ngộ thánh, thọ A La Hán, để cho nó để đủ sức cái lực để thành lập đạo. Thấy không? Thành ra bây giờ từ khi công bố quyền ký ra rồi bây giờ thì mới biết là đường về Phật giới, ngày xưa làm sao biết. Vì thế mà không ai biết, mấy ông thầy chửi là đúng rồi, đồ khùng. Cái mà nói là cái này của Ma Dương đúng không? Bởi vì tôi chỉ cúng sao để lên sao ở, mà tại sao về bên kia chửi là đúng rồi. Không phải Ma Dương là cái gì?
cái chuyện nói tầm bậy tầm bạ không. Tôi học mấy chục năm mà tôi đâu có cái biết cái vụ này. hỏi tôi chứ có học ngày nào, tôi không có. Vậy ông Ma Dương rồi. Đúng thì tôi nói đúng rồi chứ sao, tôi có nói tôi thánh thần gì đâu, tôi Ma Dương đúng. Vì ăn nói tầm bậy tầm bạ mà. Nhưng mà cũng may là có nhiều người nghe, chứ không nghe cũng thì tôi cũng nói thôi, nghe không nghe thôi chứ. Ông bà Thảo biểu tôi nói là cho nghe thôi. Chứ tôi cũng người bình thường có tu gì đâu. Nghe không? Mà tôi nắm được cái bí kíp, chức là cái bài giáo lý, bà đưa tôi viết lại. Ồ, bà đưa tôi đánh máy lại, bà viết tôi đánh máy. Tôi đánh máy rồi, mà tôi hơn nữa là sau trước là đánh máy xong rồi quay Romeo, sau này đi tính tôi in tới in lui thành là như nhớ hết, biết hết. Và tôi khỏi cần cầm tôi cũng biết nữa. Bởi vì cái chuyện tôi làm mấy chục năm nay có nhiều đó thôi. Vài năm thì tôi mới sửa lại. Khoa học nó tiến lên thì tôi phải viết sách tiến lên. Hồi xưa viết sách làm sao? Hồi xưa mà nói trước giải phóng đâu có vụ in cái điện tử này. Nó chỉ in bằng kẽm thôi. In bằng kẽm thì nó cũng dập cái. Giống như bây giờ thủ công mà. Bây giờ nó đâu cần cái chuyện đó. Nó chạy ra hết. Chạy nhanh lắm. Thế là tôi phải sửa theo cái thế. Bây giờ hồi đó nó in cái kiểu này thì tôi phải đánh theo cái kiểu đề can. Bây giờ nó ra này tôi phải đánh vi tính rồi nữa mới chuyển cho nó. Thành ra nó đúng là những cái sách này tôi cái kêu bằng làm đi làm lại hoài tôi nhớ. Thành ra tôi nhớ, tôi giờ khỏi cần học nhưng mà tôi nhớ hết. Ông Phật nói gì tôi biết hôm nay. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo. Khi về vật giới, khối công đức hình thành nên ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Từ ngôi nhà pháp thân thanh tịnh, một kim thân Phật được hình thành. Tánh Phật ẩn vào kim thân Phật thành một vị Phật. Quá trình hình thành một vị Phật mất thời gian bao lâu ạ? Nó để hỏi ông Phật ca sao tôi có về nữa. Ông chỉ nói hình thành Phật thôi, chứ thời gian đâu biết. Nhưng mà nên nhớ một điều á. Bây giờ á, hỏi cái này thì cũng đúng chứ phải không? Bây giờ ông họa sĩ mà vẽ giỏi đó, cái hình đó ông vẽ chừng 2 phút. Ông vẽ, ông vẽ 3 ngày, ông vẽ nữa vẽ 5 ngày. Hình thành tánh Phật cũng vậy, là tùy theo công đức lớn, công đức nhỏ. Cái đó là theo quy tắc của bên đó. Mình ở đây, một con người tạo ra 9 tháng 10 ngày mới đẻ ra một con người, phải không? Còn bên kia thì để tôi về bển hỏi, để mai mốt đi tôi muốn về, ai gần về đó tôi biên thơ cho, tôi kèm theo cho hỏi trước. Người ở thế gian này thành con người 9 tháng 10 ngày nó ra con người, dễ 9 tháng 10 ngày nó ra. Còn bây giờ về bển tôi chưa không biết, chỉ nghe nói công đức về điện từ quang nhộm vô hình thành một kim thân Phật, tánh Phật chui vô mang cái thân đi, giống như mình ở đây đóng chiếc xe. Rồi xe xong rồi đó, xuất xưởng cho ông tài xế chui vô trở thành cái linh hồn của xe. Thì bên kia cái kim thân Phật, tánh Phật chui vô làm cái linh hồn của tánh Phật. Có vậy thôi, thời gian là tôi không biết. Nếu mà tôi nói biết thì tôi về bển rồi, tôi chưa. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo. Khi mình bố thí cho người khác, nếu hồi hướng cho người thân để họ tu thiền tâm có được không? Nếu được thì nói hoặc làm như thế nào thì đúng ạ? Hồi hướng người thân mà người thân sống hay chết? Và khi mình bố thí á, mà bố thí người khác thì mình hồi hướng cho người thân trong gia đình mình á còn sống á, để tu theo thiền tông không à. Được mà muốn được thì phải công thức như thế này. Chính cái người đó đó bỏ cái tiền cho mình đi đi làm gì đó, tôi không làm mà tôi lấy cái này tôi tạo công đức tôi hồi hướng được chính cái người đó. Nhưng mà một cái người đó có đồng ý nhận cái công nhận cái này không? Không đồng ý là không được. Vì vô cái công đức mà vô rồi đó là cái vị thánh ông không cho. Ông biết à, ông này vô một cái là ông bỏ mình đó. Ha, phải quan trọng nhất cái này nè, có vị thánh. Cái ông đó có ham muốn, bất cứ ham muốn cái gì cũng được. Ham muốn tu đạo Phật, đạo Chúa, đạo Thần, đạo Thánh, đạo gì cũng được. Nhưng mà ông muốn đi, muốn giải thoát thôi. Tu đạo thần tôi cũng muốn, tôi tu để giải thoát. Rồi một câu đó thôi. Đạo thánh, đạo gì, đạo ma, đạo quỷ gì mà muốn giải thoát thì công đức vô được.
Còn nếu mà ông không muốn hoàn toàn không, thấy không? Đạo nào đạo nhưng mà nói là tôi muốn đời này tôi tu giải thoát, một câu đó thôi, không cần nói nhiều, công đức sẽ vô. Còn nếu mà ông không chịu là có nghĩa là cái túi ông không mở. Ông, rồi mình bỏ thì bỏ nó cũng rớt, nó cũng chạy lại mình chứ không đâu. Mình làm vô người khác không được, làm phải chạy lại mình. Cái công đức này nó không bỏ đi ra ngoài như phước đức được. Phước đức á, thì còn nhờ người này làm người kia này, bởi trong thế giới vật lý mà nó được. Còn đi ra ngoài thế giới vật lý bắt buộc là anh phải muốn cái đó thì nó mới vô được, không muốn thôi. Rồi, có hỏi tiếp đi. Khi mất thân, nếu không có công đức, vị thần sẽ tính tổng nghiệp bằng nghiệp thiện trừ đi nghiệp ác. Nếu dương thì cho đi hưởng phước, nếu âm thì đạp xuống 1 đến 18 tầng. Hay hưởng phước dương hết rồi đến trả nghiệp ác sao, thưa thầy? Bây giờ khi này mình chết, cái trung ấm thân của mình là cái gì? Nó hiện cái gì? Cái gì nổi lên là nó đẩy đi thực thi nhân quả cái đó trước, chụp cái đó ra trước. Ăn thua mình à, khi mất cái trung ấm thân trước cái gì? Chứa nghiệp thiện, nghiệp ác, ác gì đó không biết, nhưng mà cái nào trội lên, nổi cao nhất thì thần có quyền thực thi nhân quả. Nghe không? Không có năn nỉ, không có cúng à, cái này không có cúng. Đó, mình phải hiểu cái thế giới này. Vì thế mà mình chết mà mình cúng mình này kia nọ, xin lỗi, làm cho nó vui thôi, cho nó vui nhà, vui cửa thôi, chứ còn không ăn thua gì. Với thế giới, thế giới kia người ta thực thi nhân quả bằng trung ấm thân. Giống như thế giới này, mình ta thực thi nhân quả bằng tứ đại. Anh ở tù, tòa án nó kêu anh 10 năm, anh đừng có lại chị bắt công. Anh muốn lại là trước khi anh vô xử án, anh phải làm sao trước khi vô xử án. Còn khi đã phán án rồi, 10 năm, đừng có lại cái ông cảnh sát, tư pháp dẫn mình đi, không có chuyện đó. Giờ có đưa ông lấy, thí dụ, giờ có đưa tiền ông cũng lấy nữa, nhưng mà ông thả. Giờ đưa tôi, à, tôi đưa tôi 1 triệu rồi thả, rồi, đưa đây, tôi lấy bỏ tôi, cũng dẫn đi 10 tư. Cái này tại mình ngu, mình đáng chịu chứ. Là tòa án ta xử rồi thì đâu có chuyện lo cái này. Muốn lo thì phải đằng trước. Bây giờ trước khi mình chết, tôi ác nhiều quá thì thôi, bây giờ làm ơn kiếm công đức để chứ nó phá cái lực âm này. Thì tự nhiên mình ra được cái đó là ông thần, ông lộ, giờ chó có sao thằng này nó có công đức nhiều quá. Nó mở được thì bắt buộc phải cho đi ra. Cái công đức số 1, phước đức và ác đức nó là cái thế giới 2 rồi. Bắt buộc phải làm sao đúng cái nguyên tắc này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Trong buổi giải đáp ngày 17 tháng 11 năm 2019, thầy giải thích hoa tiêu giả không phụ thuộc vào nhận thức của người đó. Thưa thầy, lệ thuộc vào nhận thức của người đó là như thế nào ạ? Xin thầy giải thích rõ ý này cho chúng con hiểu ạ. Bây giờ phần này giống như ở thế gian người ta nói ta học đi. Giống một cái câu chuyện mà cái người trí thức đọc và người ta hiểu khác. Cái người mà trí thức kém hiểu khác, cái người trí thức thấp quá hiểu khác. Thì cái nhận định của trung ấm thân nó cũng vậy, tùy theo cái tiếp thu của mình. Tiếp thu cái bài học đường về Phật giới của mình có sâu sắc không? Có sai một điểm nào không? Thì mới đúng. Chứ bây giờ mình học mà bây giờ đó, cái đầu mình không có học mà cái tưởng bên ngoài không. Vì thế mà tại sao cái người mà đọc quyển sách đọc hoài không hiểu, nên bộ đọc mà nó nhớ đâu á, chứ đâu đâu. Còn người ta kia người ta đọc từ câu, từ chữ, từ lời người ta ghi vô, người ta hiểu. Đó thì làm sao cái này là phải hiểu vô cái trình độ của mỗi người. Mà thứ nhất, những người nào mà chấp đọc hoàn toàn không vô cái thiền tông này được, và không tạo công đức được, có tạo được cũng không vô được. Bởi vì chấp mà, chấp vô nó bôi liền. Bởi vì tạo bao nhiêu mà cứ chấp đi rồi mấy chục đời cũng đi vòng vòng trong ra, chứ không chạy khỏi trong tam giới này, không quan toàn không ra được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo. Bác nói nếu thường xuyên để tâm thanh tịnh sẽ bị thánh nhập, vậy tại sao khi ngủ lại không bị ạ? À? Ngủ là ta đóng cửa,
tất cả những người ngủ và tất cả các căn nó đóng hết, ai vô. Tối anh giờ anh mà ngày anh mở cửa cho tối thì có ai mở cửa, đóng kín mít rồi có ăn trộm nào vô được đâu, thấy không? Có nghĩa là mình ngủ mình đóng cửa, cái tâm mà thanh tịnh là nó vô không được. Còn cái tâm mà mở rồi mình mơ mộng này kia đó là nó vô. Giống như bây giờ nè, tại sao anh ở nhà cái bác đọc, trước nhất là mấy cái ông ngồi thiền. Ngồi thiền mong thấy cái gì thì nó vô, thấy ông Thích Ca vô thì nhau vô. Rồi ông Thích Ca không biết mà ông vô nhà rồi biết. Ông Thích Ca ông làm chuyện khác. Ở ngoài thì ông Thích Ca từ bi, vô nhà ông Thích Ca đi quánh người ta, đi đập người ta. Bởi vì cái tôi nói là cái thân người là công cụ cho ông Phật. Nhưng mà ông Phật này vô mang cái thân 16 thứ tánh người thì ông phải làm việc theo 16 thứ tánh người. Rồi bây giờ nó pha cái ông Thánh vô nữa là sao? Phải làm thầy chuyện theo ông Thánh. Thì bây giờ tính con người không có lại, không thích lại, nhưng mà ông Thánh biểu lại thì nó lại tưởng mà. Vô ông Thánh là phải sử dụng cái tưởng, vì cái tưởng này mới có đủ chuyện trên đời này. Không tưởng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra trên thế giới này hết. Làm ăn, lo nhà cửa, lo quốc gia, vậy thôi. Đừng có tưởng vậy đó. Bởi vì mình ở đâu mình lo đó, ăn cây nào rào cây nấy, trái cây nó cho mình trái thì mình phải săn sóc nó. Quốc gia cho mình ổn định thì mình phải lo cho quốc gia, chứ không lẽ mình đi phá quốc gia. Quốc gia cho mình ổn định mà không chịu lo ổn định mình đi phá là sao? Mình đâu phải là con người không? À, thì Thiền Tông nó giải thích vậy thôi. Còn gia đình mình, chồng vợ lo với nhau, con cái lo nhau thì đứa nào có gì thì phải lo cho nó, chứ không lẽ rồi xài nó không được. Cái gì phải bình đẳng, con người ai cũng bình đẳng với nhau. Vì thế mà Thiền Tông ra đời anh phải sử dụng là thuật nhân nghĩa lễ trí tính. Anh phải sống được cái này thì mới là con người chân chánh. Còn anh thiếu cái này được hoàn toàn, anh sống theo cái tưởng anh là anh chết. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo. Thỉnh thoảng có hiện tượng cảm giác như sự kiện hiện tại đã được xảy ra, mặc dù nó chưa từng xảy ra. Đó là vì sao, thưa Thầy? Bây giờ mình sống đời này không phải có một đời đâu. Bây giờ khoa học nó văn minh rồi mới hiểu. Cái cuồng phim nó quay một cái chương trình vậy, lâu lâu nó lặp lại cái hình ảnh cũ là cái gì? Là mình sống ở đây thì lâu lâu cái hình ảnh cũ nó trong cái tàn sức mình nó trào ra. Mình thấy nó vậy thôi, đó là thật bình thường của vật lý, không có gì khác hết. Mình đừng có thắc mắc cái chuyện này. Đang nằm chìm vào thấy này thế kia, đó là hình ảnh cũ nó hiện ra. Vì nó mà vì trong người ta nó có cái tàn thức. Tàn là gì? Là cái kho, thức là cái biết. Nó chứa trong cái kho biết này, tự nhiên nó nhổ trầu lên cái cho mình thấy. Có vậy thôi. Thật đời của mình, có nhiều khi cái thời này mình không thấy, hoặc thấy cái gì lạ lắm. Là thời đời trước mình đó, tiền kiếp của mình đó, chứ không phải đâu, nó trầu ra. Mà bởi vì thành ra, ông Phật ông nói là tất cả cái gì buông hết đi, dẹp. Thấy gì thấy dẹp hết, buông, không có xài cái vụ vậy đó. Lo hiện tại thôi. Hiện tại là cái gì? Có gia đình phải làm sao có tiền cho lo gia đình. Có vậy thôi. Có tổ quốc cần cái gì? Mình nói tổ quốc thì nó lớn chứ không có là phường xã. Không lẽ mình ở trong phường xã mình đóng góp mình làm lơ. Thôi, người ta có tiền ta đóng nhiều, không có tiền tôi đóng ít. Có vậy thôi. Bắt buộc một công dân phải là tốt, gương mẫu. Trừ trường hợp mình mang cái sổ... mang cái hộ khẩu người nghèo thì người ta góp lại, ta đóng lại cho mình. Mình không có mang cái hộ khẩu này thì thôi, phường xã nói gì thì thôi, mình cố gắng mình ủng hộ theo khả năng của mình, chứ đừng có chống đối. Nói thật á, vì thế mà Thiền Tông bắt buộc không chống đối, nói cho biết. Bởi vì nếu mà quốc gia Việt Nam mà tu Thiền Tông hết thì nó rất khỏe, khỏi xin lỗi, không có ai ăn cắp trộm ai đó, mất thiết đó. Bây giờ nói xin lỗi, tiền rớt mà không thèm lộn, mở đi ăn cắp ăn trộm ai. Bây giờ ta hiểu được cái quy luật này. Thiền Tông nếu mà tất cả, bây giờ tôi nói là một quốc gia thì nói lớn, một gia đình thôi 5-7 người biết tu Thiền Tông đi,
xin lỗi, không có đi ăn cắp ai một đồng nào, mà thấy người ta rớt còn đi kiếm trả lại, thì đâu có chuyện đó. Thì mình nhân ra một gia đình, một làng xã, một quận huyện, rồi một tỉnh quốc gia sao đây? Không phải thiên đàng ở đây là cái gì nữa? Thiên đàng, nhưng mà ở đây nó có dạy về Phật giới. Anh ở thiên đàng anh chán, anh muốn đi thì chỉ cho anh đi. Thiền tông rất kêu bằng rất thoải mái cho cuộc sống và đồng thời rất chuẩn xác cho cái thiệt nhân quả luân hồi. Chỉ có thiền tông mới nói cái này, còn ngoài ra không ai nói đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Cách đây 5 năm, NASA có nghiên cứu loại vũ khí phản vật chất. Theo lý thuyết, nếu phản vật chất gặp vật chất thì sẽ nổ tung. Chỉ cần vài gram cũng có sức công phá hủy diệt cả trái đất. Vậy điều gì khiến nó giải phóng ra năng lượng phá hủy lớn như vậy, thưa Thầy? Cái này gọi là cái phản ứng vật lý, chứ không phải vật chất, phản ứng vật lý. Bây giờ mình đi suy nghĩ nè. Một cái bom nguyên tử là gì? Những cái hạt nguyên tử mình không thấy được, mà nó chứa âm dương trong đó, khi nó hòa nó nổ, nó có phá là nó kêu phản ứng vật lý, nó tung ra một cái sức nóng. Bây giờ giữa âm dương đó, xin lỗi, giữa cái diêm quẹt đi, hai diêm quẹt mình đốt có nóng có chút xíu, mà nó đưa vào thành một cái nguyên tử rồi, cái sức công phá nó, cái nhiệt đó nó ban nó lên 1 triệu lần, mà nó phát lên 1 triệu lần. Mình ở đây á, thí dụ cái mặt trời của mình hiện giờ mình ra ngoài trời 40-50 độ thôi ha, ở trong mát thì 20-30, nhưng mà khi mà nó tích tụ lại, nó phản ứng hóa học, phản ứng vật lý, nó thì cái một lũy thừa lên mà nó gia tốc lên, thì khoa học nó tiến này. Bởi vì thầy đã Đức Phật có nói nè, khi mà loài người văn minh lên cao rồi thì sẽ coi chừng. Thiền tông ra đời để kèm lại, còn không kìm, không thiền tông không kìm thì coi chừng. Bởi vì từ khi mà một vị Phật, bất cứ vị Phật nào nhập niết bàn 3.000 năm sau thì trái đất nó bị thay đổi. Ông chỉ nói thay đổi thôi, quay trở lại cái thời kỳ đầu. Ông nói là quay thời kỳ đầu, không nói là cái thời kỳ gì nghe không? Thì bây giờ thì bởi vậy thiền tông nó ra đời thế này. Nên nhớ rằng tất cả những người muốn cái gì thì dù muốn không, tại làm sao cái người cộng sản người ta lập ra, ta gọi là đồng chí, anh với tôi bằng chí hướng á, mà cộng sản muốn là muốn cái gì, tất cả trên trái đất này là đồng chí hết, là đại đồng á, để ai anh với tôi giống nhau thì làm sao có cái chuyện tranh giành, thấy không? Nó cái này thành ra bây giờ mình làm sao tất cả con người ai cũng là anh em huynh đệ nhau, thì vấn đề á thì nó không có tranh giành. Còn nếu không sử dụng mày tao là quá chừng, này của tôi, này của ông, người tao chết rồi, nó có tranh chấp. Mà cái con người mà bởi vì tại sao một cơn nóng giận nó đốt cả một cái thế giới này, chứ không phải được, không phải người ta nói rừng công đức rồi công đức không đâu được. Một cơn nóng giận trái đất bị hủy diệt. Giờ thấy giờ tôi nói mấy ông lãnh đạo mà ông có bom nhiều, tôi không nói nước nào bom nhiều mà ông nóng giận không em, ông bung ra hết rồi sao đây, thấy không? Một cái mà bây giờ cho nên mình không biết kêu khai chính thức bao nhiêu, chứ còn thế giới này nè, Nga với Mỹ thì mấy người 3-4 ngàn trái rồi Pháp rồi Anh rồi Đức rồi tất cả các Ấn Độ, Trung Quốc bao nhiêu nữa, rồi nước nhỏ giờ nó cũng có, Triều Tiên mà giờ nó có chút xíu mà nó cũng có, rồi sao đây? Nó mà nó bưa ra hết thì mình có còn sống đâu không? Vì thế mà người cộng sản người ta nói biết trước, tại vì anh phải là đồng chí đi, tất cả là đồng chí nhau để rồi không có tranh giành. Nhưng mà tại vì cái thế giới vật lý này tưởng nó phá vỡ cái này. Chứ đầu tiên ông cắt mắt và Lenin, ông cũng thích cái này, ông muốn cái này, nhưng mà là ông 120-130 năm này ông có làm được đâu, một phần nhỏ thôi.
chứ không làm lớn được. Đó, thành ra nó khó, bởi vì thế giới vật lý mà. Thế giới vật lý. Làm sao bây giờ muốn cho thế giới này đừng có chiến tranh dễ ợt, không khó. Mỗi người đẻ ra 18 tuổi cho căn nhà. Anh đi làm ăn được thì đi, không được thì tôi cho tiền anh sống. Xin lỗi. Giống như bây giờ, giống như có nhiều nước tiên tiến á, không phải như mình đâu, 6-10 tuổi ở nhà đi, rồi nhà nước á, nó chia, nó cho mỗi tháng là mấy trăm á, mà nó tính kỹ nha. Tiền nhà 300 nè, đi xe bus thì không tốn tiền nha, tất cả xe công cộng không tốn tiền, rồi đi tiền chợ bao nhiêu, rồi tiền đi chơi bao nhiêu, rồi có cái nhà vậy đó. Và ai giờ thí dụ Việt Nam mình bây giờ người ta giàu quá để làm cái gì, cắt cái nhà có 1 triệu mà có 1 triệu bây giờ mà nó kê nó bán 10 triệu để cho nó cắt cổ mới nghèo. Giờ anh bất cứ ra anh có cái nhà đi, thấy không, mà tuyệt đối tôi thấy là bây giờ có một cái, tôi không nói nước nào, tất cả cái nước công nghiệp anh có cái căn nhà thứ hai anh bán nó cho chứ phải không, nhưng mà nó đâu thế 40%. Anh bán 100 nó lấy 40. Anh muốn mấy nhà cũng được. Đất của anh á, anh làm mà tôi đóng thế nhiều, anh không làm tôi cũng đóng thế anh. Có ai giao giếm dự trữ đất không? Nó làm sao rồi, làm sao có cái chuyện này? Có nghĩa là còn cái người mà bệnh hoạn vô nhà nước lo, vô nhà thương lo chết, ổng đem ông thiêu rồi ổng để đâu ổng đổ. Hoàn toàn nghĩa là sống cái con người vậy á, là với hoàn toàn còn đại đồng nổi. Còn bây giờ xin lỗi, ông ở 10 tầng, tôi ở 1 tầng, tôi ở nhà lá, thì không đánh lộn hoài, không cách nào thoát khỏi cái quy luật này. Đó, mình phải hiểu vậy. Bởi vì người Cộng sản muốn đại đồng là cái chỗ này. Nhưng mà thực hiện thì đó là một cái lý thuyết, còn thực hiện thì bây giờ chưa thấy tới. Nhưng mà nếu mà đúng thì sẽ tới, còn không đúng thì không tới. Thấy không? Mình phải hiểu cái thế giới này là cái thế giới vật lý. Còn bây giờ tôi nói cái người tu là sao? Ly gia cắt ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh. Ly cái nhà vô cái chùa cho to, làm sao dứt cái bản ngã được. Ôi ông này, ông thầy này, nhà có chùa có chút, ông kia chợ to, đầu sửa, thôi phân biệt là thua liền. Thì làm sao mà thoát được, thấy không? Một ông đi ra thì xe sang, một ông đi xe đạp, rồi sao đây? Vô tu mà còn cái kiểu này rồi làm sao tu được? Vì thế mà đạo giải thoát là bỏ hết mà giải, dân ra thoát ra ngoài cái quy luật này. Nhưng mà ta thoát bằng kỹ thuật chứ không phải là thoát bỏ hẳn. Có nghĩa là tôi có tiền mà rủi có mất tôi không buồn. Đó là vậy đó, thấy không? Mình không có đấy. Chừng nào mà thế giới, tôi nói là chừng nào thế giới là người nào vừa đẻ ra 18 tuổi đăng ký cho về căn nhà rồi sao? Không có cái chuyện nào mà tranh giành đâu, không có chuyện nào, không có cái gì kinh doanh bất động sản, không có chuyện nó dẹp, không có điều kinh doanh đất, không có chuyện đó. Đất là bởi vì tại sao ngày xưa giải phóng vô cái đất là thuộc toàn dân. Mà tại bây giờ giao lại cho dây dân rồi nó bán cắt cổ luôn, thấy không? Bây giờ thì anh muốn làm thì, bởi vì tôi nói á, tôi không nói nước nào, mình định cư một nó nói anh mà một kỹ sư có cái bằng kỹ sư về nông nghiệp, anh muốn xài bao nhiêu mẫu đất nhà nước cho, cung cấp hết cho anh phải trình bày anh làm cái gì, thấy được tôi cho, không mua anh à. Từ tiền bạc, từ này kia nọ là ông yểm trợ hết. Nhưng mà anh phải thực hiện cho đúng. Phải không? Đó, thì nó đưa ra mà không có giao cho anh. Năm ba ông kỹ sư đi, rồi thôi họp ở đây, tôi giao anh. Ông này về chạy thì thôi mày ra, còn ba bốn ông khác. Thế chủ, ví dụ một cái công ty của nó là bốn ông người, thì phải một ông ra, bốn ông còn lại cũng phải điều hành cho được cái này. Thì làm sao có cái chuyện mà giống như mình đây, gọi là mình ở đây nhỏ lẻ, chăn nuôi theo nước công nghiệp nó phải chăn theo kiểu mình đâu, không ai săn sóc con bò con heo, từ khi vô đi ra tới cái thớt thịt
nó hoàn toàn không có cái công sức. Tôi đã đi từng chứng kiến nhiều cái rất hay, và cái đó tôi công nghiệp nó mới làm được. Còn mình đây nó đúng cái còn hẹp là hòi lắm, từ từ đi lên đi sẽ giống như người ta. Rồi con hỏi tiếp đi. Hiện tại xin dừng giải đáp buổi sáng hôm nay, và ban quản trị cũng xin thông báo hôm nay chỉ giải đáp buổi sáng, buổi chiều không giải đáp.